Vậy thì có một cái câu hỏi của chúng ta đặt ra là số phận con người có phải do mặt trời định hay không? Đó. Thì ở đây nó sẽ có một cái nghiên cứu của một nhóm người khoa học của người Nam Phi ha. Họ nghiên cứu một cái thông qua một số những cái dữ liệu quốc gia họ đo đạt được, rồi họ so hoạt động, coi như là họ quan sát cái hoạt động của mặt trời và các cái biểu hiện phun trào của plasma trên mặt trời trên một cái nhóm đối tượng của những người sinh từ năm 1676 đến 1878, có nghĩa là mấy 22 năm nha. Đó, và cho thấy là những người sinh ra trong giai đoạn mặt trời bình lặng thì họ có tuổi thọ cao hơn so với những người sinh ra trong giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh mẽ. Như vậy thì giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh mẽ là như thế nào? Ở đây mình sẽ có cái chu kỳ như thế này các bạn. Hoạt động của chu kỳ của mặt trời nó sẽ có là 11 năm. Như vậy thì ở đây họ nghiên cứu từ 1676 đến 1878, tức nghĩa là bao nhiêu? 22 năm. Thì đối với mặt trời á, là nó sẽ có là cứ 11 năm thì nó sẽ lên tới đỉnh, rồi sau 11 năm nó sẽ lên tới đỉnh xuống. Thì trong cái lúc mà cái 11 năm này, thường thường nó sẽ là như thế này. À, đây là mặt trời ha, đây là mặt trời. Sơn. 202 năm. Có chỉ có là 22 năm thôi. 1678. Thì nó sẽ có là ở đây nó sẽ có là cái gì? Cái đất. Rồi gì nữa? Mặt trời, cái đất, sao kim và sao mộc. Lúc này sao mộc, sao kim và trái đất nó nằm trên một đường thẳng hướng mặt trời. Thì lúc mà mặt trời ở đây, chúng ta nằm ở vòng đây thì cái lực đó, hả? Cái năm 22 năm, 1678 hả? 1698 chắc là trong này thì sai nè nha. Đó. Ok, thì trong vòng 20 năm thôi, chứ mà người ta không có nghiên cứu tới 200 năm như vậy nhé. Đó, thì ở đây nó sẽ có là trong vòng 11 năm thì tất cả những cái này 3-4 cái hành tinh này nó nằm trên một đường thẳng, và lúc này cái lượng của nó là nó phản ứng ngược lại. À, đúng rồi, ngược lại với cái mà mặt trời nó tác động lên, và nó làm cho cái mặt trời nó nóng lên, nó mạnh lên, nó làm cho phản ứng ngược á, và tất cả những cái vụ phun trào của plasma trên cái chất lỏng mà không thể lấy được trên cái mặt trời, nó tác động mạnh trở ngược lại và nó làm tác động trái đất của chúng ta, ảnh hưởng lên cực kỳ luôn. Thì những người nào mà sang vào trong giai đoạn này thì bị có những cái tính chất ha, hoặc là những cái về tuổi thọ đi, họ nói về tuổi thọ thôi, họ không có nói gì hết, thì nó thấp hơn những người sanh được ở giai đoạn này đến 5 năm. Đó, thì đó là một trong những cái nghiên cứu, mặc dù là nó không phải là nghiên cứu gì lớn lắm, nhưng nó cho thấy được tác động của mặt trời ha lên trên cái đất. Ở cái phần trên là ghi nhận cái năm đó. Như vậy thì chu kỳ hoạt động của mặt trời xấp xỉ 11 năm. Chu kỳ 11 năm là chu kỳ dương. Nó tác động lên cái thời kỳ mà cái hoạt động của những bé trai.
thì các bạn thấy rồi, trong cái thời gian hết 11 tuổi là bé trai hết thời gian trung tính nha, các bé trai ấy, và nó bước vào cái giai đoạn phát triển của giới tính nam, nó mang cái chu kỳ gọi là chu kỳ dương là 11 năm. Còn đối với nữ thì nó nằm ở trong cái chu kỳ âm là chu kỳ 8 năm. Đó, thì nữ là các bé nữ thì bắt đầu hết cái tuổi 8 là các bạn bước vào giới phát triển giới tính nữ ha. Đó là chu kỳ âm. Và ảnh hưởng của mặt trăng nó nhỏ hơn của trái đất nhưng nó khá rõ rệt, nó thể hiện lên cái chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Thì những cái tác động này các bạn hiểu rằng nó có tác động rõ ràng, hoàn toàn nó có, không có một cái gì gọi là mang cái tính tâm linh hay cái gì hết, rất là rõ ràng luôn nhé. Đó, sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời lên mặt trăng cũng theo chu kỳ gọi là pha của mặt trăng đó, và mọi sự thay đổi này phản ánh trên mọi sinh vật trên trái đất, trong đó có con người, và nhất là não bộ con người thì phản ứng rất là mạnh với những cái biến đổi này ha. Nó về ví dụ như các bạn biết là ngày trăng non và ngày đó rồi nó tác động lên cái tinh thần tính khí của mình rất là quan trọng luôn đó. Ở các bạn nhìn vô cái ánh sáng của mặt trời ha, đổi qua các bức pha của mặt trăng, ví dụ như là trăng ngày sắp ngày vọng này, trăng non là ngày sắp này, ngày vọng là trăng tròn này đó, rồi những cái trăng này nó tác động lên con người của mình nha các bạn, nhất là các bạn mà có độ nhạy về cái mặt về thần kinh á, thì các bạn sẽ biết là những cái ngày mà trăng non nó tác động về mình như thế nào đó. Rồi tại sao trong quá trình tôi hướng dẫn các bạn về kinh dịch á, thì tôi có nói với các bạn là những cái ngày trăng tròn á, thì các bạn hãy có, nếu có điều kiện thì các bạn nên lên trên sân thượng hay cái chỗ nào đó mà có lẽ là hơi kín đáo một chút xíu, nhưng mà các bạn tắm chăng thì cái độ nhạy về mặt cảm xúc, về cảm giác của mình đó, nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Các bạn là làm về huyền học thì những ngày trăng tròn các bạn hãy sử dụng đá của mình để thanh tẩy, đem phơi đá với ánh trăng thì nó cũng sẽ hấp thụ những cái nguồn năng lượng mà để cho chúng ta có độ nhạy về cái mặt về tinh thần á nha. Đó, thì đối với khi mà các bạn học xong những cái đó thì những cái đó thì tôi sẽ hướng dẫn sâu hơn, nhưng mà hôm nay thì mình không có thời gian, mình cũng không có hướng dẫn phần này. Tuy nhiên cái đối phụ nữ nha, nếu mà các bạn cảm giác muốn được yêu và yêu thương một cách thật lòng và cái người bên cạnh của mình yêu thương thì mình là coi như là bằng cảm xúc thật á, nếu có điều kiện các bạn những cái ngày tăng tròn đi một chút ở một cái góc sân thượng nào đó để cho ánh trăng nó tưới lên con người của mình, rồi thì cái da dẻ của mình lúc đó cũng đẹp hơn nữa đó. Nó nhiều cái lắm, thì cái nữ tính của mình nó cũng được phát huy lên, cho nên là nó không hoàn toàn không phải là mê tín, không có cái thần nào mà đưa xuống của mình đâu, mà do cái tác động của mặt trăng nó tác động sâu vào trong các tế bào của mình nó sẽ ra được những cái đó. Những nhà y học cổ Tây Tạng họ cho rằng những cái bệnh tật liên quan đến hệ thần kinh như bại liệt, nhồi máu cơ tim, tai biến hoặc tâm thần, những kích động thường xảy ra vào các cái ngày đó, liên quan tới những cái ngày đó ha, nó liên quan tới mặt trăng á, cái tác động của mặt trăng đối với cái trái đất. Tuy nhiên nó không phải là chỉ ở chỗ này, nó đúng chỗ này nhưng nó sai chỗ khác, chứ không phải là nó hoàn toàn chính xác ở một địa điểm đâu nha. Đó, cho nên ảnh hưởng của mặt trăng lên đời sống con người và bạn vật cực kỳ lớn luôn nha. Đó, các bạn quay lại cái pha này các bạn sẽ thấy ha, nó liên quan tới cái tín ngưỡng rất là nhiều, cái chu kỳ ngưỡng rất là nhiều. Rồi thì chúng ta thử giải mã lập trình của tạo hóa xem sao, mình thử nha. Thì từ 0 tới 8 tuổi là cái năm biến dịch đầu tiên của tuổi bình yên đầu tiên, hết chu kỳ âm, hết cái chu kỳ âm của cái năm 8 tuổi ha, ta cộng thêm 2 năm biến dịch 9 và 10, 9 tuổi và 10 tuổi thì bước sang tuổi 11. Hầu hết từ 0 cho đến 11 là nó sẽ hết, là hầu như là bình yên luôn ha. Và 19 tuổi, từ 0 tuổi tới 19 tuổi là những cái tuổi bình yên, bởi vì sao, nó là chu kỳ 8 và chu kỳ 11 cộng lại. Đây, hai cái tuổi này gần như là tuyệt đối bình yên. Tuy nhiên các bạn sẽ có một câu hỏi cho tôi, hỏi ra như thế này: ủa,
phải có những bạn mới sinh ra từ một cho đến 5 tuổi đi, từ 0 cho đến 5 tuổi đã bắt đầu bị xa lìa khỏi bố mẹ, có những biến cố xảy ra ha. Và trong 19 năm đầu tiên các bạn sẽ có những biến cố cực lớn như vậy. Thì tại sao đó, thì chúng ta sẽ có một cái mình nghe ông bà mình hay nói là gì, khổ trước sướng sau, đúng không? Khổ trước sướng sau, người nào khổ trước thì sướng sau, người nào sướng trước thì khổ sau. Thì chúng ta hiểu cái câu đó như thế nào, chúng ta hiểu như thế nào? Thì bây giờ thế này, các bạn bỏ tuổi thơ là các bạn được bình yên, nhưng bây giờ các bạn không bình yên thì các bạn phải như thế nào? Các bạn sẽ phải thay đổi để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh sống, đúng không? Và như vậy thì các bạn sẽ lớn lên, lớn trước tuổi, đúng không này? Các bạn thấy các cái bé mà mồ côi á, đó, nó rất là khôn, nó rất là đi ra ngoài đường á, nếu mà tụng hai đứa bằng trang lứa, hoàn toàn là cái đứa ở nhà con của mình á, thua xa với cái đứa mà nó trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn, nó giỏi lắm luôn á. Ở trên mạng các bạn thấy mấy đứa bán vé số không, nó khôn ghê luôn, nó nói chuyện cực kỳ khôn luôn, nhớ con mình ra nói chuyện với nó lại không luôn, bởi vì con mình nó nằm trong khoảng bình yên quá, không có, chưa có sự va đập, chưa có sự ấy, thì nó sẽ không thay đổi, nó nằm trong cái khoảng này. Và con mình nhiều, rất là nhiều người hiện tại bây giờ, rất nhiều người con mình 19 tuổi 20 tuổi rồi vẫn như là gà công nghiệp vậy, không có những cái kỹ năng sống, không có kỹ năng mềm. Nhưng những cái đứa trẻ mà không bình yên này nó có những kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn và kỹ năng mềm của nó thực sự tốt. Chỉ có cái là xã hội của mình biết cách để mà đưa các cái bé đó ha, đưa nó vào một cái môi trường nào đó tốt để cho nó tốt hơn thôi. Chứ còn rất là nhiều những cái lúc này thay đổi này nó phải phù hợp, ví dụ bây giờ đói quá đi ra ngoài chợ sống thì phải sao, thì phải có những cái gọi là chiêu trò để kiếm nó là phù hợp đó. Và chúng nó lớn lên trước tuổi đây, và trong một quá trình thi bắt đầu nó bước vào cái tuổi biến dịch thì nó đã có một cái khả năng tự coi như giống như là một cái sức đề kháng với xã hội rồi, thì nó có bị động không? Không bị động, hoàn toàn không bị động đối với những cái trong cái thời gian này. Còn chúng ta khi được nuôi trong một cái gia đình, một cái môi trường cực kỳ là dễ chịu đi, bắt đầu chúng ta bước vào tuổi biến dịch thì chúng ta sẽ bị động và nhiều biến cố xảy ra, rất là nhiều biến cố xảy ra trong cái giai đoạn này đó. Cho nên ở cái ông bà thì nói là sướng trước khổ sau nằm đó. Nếu chúng ta khổ trước thì chúng ta có được cái hệ miễn dịch về mặt tinh thần, rồi chúng ta sẽ có những cái đối nhân xử thế hoặc là những cái đối phó với những cái xảy ra trong cuộc sống, thì trong đến bước vào cái tuổi miễn dịch thì chúng ta không bị động. Nhưng mà chúng ta được rụt bọc quá nhiều thì bắt đầu bước vào tuổi miễn dịch, vì là miễn dịch là chúng ta bị động và chúng ta thấy mệt mỏi, cảm thấy khó khăn, cảm thấy khổ sở đó. Còn các bạn nhớ nhé, những bạn đứa trẻ mà nó bị sinh ra trong cái hoàn cảnh bất lợi ấy, thì cái sự mà cái gọi là cái nhu cầu sống và cái khả năng để mà nó vượt qua những cái biến cố trong cuộc sống tốt lắm. Còn những người mà nằm trong cái tuổi biến bình yên mà chúng ta quá bình yên thì sẽ rơi vào trạng thái dễ có những cái suy nghĩ tiêu cực, thậm chí tự tử luôn đó. Còn mấy đứa kia nó không chịu tự tử đâu, mấy đứa người đời nó không chịu tự tử đâu, kiểu gì nó cũng phải sống, khả năng sinh tồn nó cao lắm đó. Cho nên ở đây nó cũng là một cái gọi là khoa học luôn á, chứ hoàn toàn không phải là cái gì đâu nha. Các bạn phải những cái từ ông bà mình nói mình cũng sẽ suy nghĩ theo cái suy nghĩ đó, theo cái hướng đó thì nó tốt hơn. Rồi trong 100 năm mình tính là trong 500 năm đi, chứ mình cũng nói là một đời người là 100 năm đi ha, thì mình cứ tính là mình sẽ có 66 năm bình yên, 27 năm bình yên lợi đạt, và
và 7 năm bị dị nguyên tử. Thì cái phần cụ thể phần sau ha, phần sau mình sẽ có cái sẽ có cái đi cụ thể từ cái nhóm tuổi 1 để cho các bạn có cái nhìn nó ấy ha. Ở đối với cái tuổi 69 này là cái tuổi là đặc biệt vì nó kết thúc cái năm biến dịch đầu tiên và cuối cùng ở tuổi cao niên để chuẩn bị bước sang tuổi già ha. Thì mãi mãi là tuổi già đó, thì lúc đó chúng ta cơ thể chúng ta già đi theo thời gian thôi, chứ còn biến cố thì nó cũng không còn nhiều nữa. Thì các bạn nhiều khi tôi nói là nhiều khi như tôi đây có những cái chuyên đề hoặc những cái chiêu mà tuyệt chiêu tôi cho các bạn, thì tôi nói là ồ như vậy thì tại sao tôi không giữ lại, tôi nói không, tôi bước qua tuổi 6, năm nay tôi 63 thì qua 60 là tôi bình yên rồi, không còn nhiều cái biến cố nữa. Thì ví dụ như tôi cho các bạn những cái lời khuyên hoặc những cái một vài những cái năng lượng nào đó để các bạn có thể giúp được trong cuộc sống của các bạn đó, thì tôi cũng không có gì, tôi không có cái gì cả đó. Nhưng trong cái tuổi biến dịch của tôi mà nếu tôi cho các bạn thì không chừng coi chừng tôi đang đưa cái giống mình nói theo cái kiểu nhân gian là cái lộc của mình cho người khác đó, thì không biết là mình có bị bất lợi hay không, đó là mình lại bị như vậy. Nhưng trong cái suy nghĩ về mặt tích cực thì các bạn năng lượng mà chúng ta cho đi thì chúng ta nhận lại ở một cái biến thể khác, cho nên đừng có ngại cái chuyện cho đi. Nếu chúng ta cho đi được, ở đây không có nghĩa là cho về tiền bạc, mà mình cho được những kiến thức, những suy nghĩ, những cái mà mình biết được thì cho người khác, thì mình sẽ lại nhận lại cái khác luôn. Chuyện đó là đã rõ ràng luôn, và trong cuộc sống thực tế của tôi đã làm rất là nhiều, tôi làm rất là nhiều luôn, cho nên là các bạn yên tâm.